Mến chào các em đến với buổi hướng dẫn ôn tập với bài nét màu trong tranh dân gian Hàng Trống. Phần 1 chúng ta sẽ là phần tham khảo về những cái dòng tranh dân gian Hàng Trống. Phần 2 là phần chúng ta sẽ chuẩn bị cho phần thực hành. Ở phần tham khảo, chúng ta cùng quan sát bức tranh Tố Nữ thuộc dòng tranh dân gian Hàng Trống. Với đường nét và màu sắc vui tươi của các nghệ nhân Hàng Trống đã làm nên những cái hình dáng tố nữ với nhiều sắc thái khác nhau, tôn lên được vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam. Tiếp theo, chúng ta cùng quan sát hình ảnh bức Ông Hổ và Ngũ Hổ. Đây là dạng tranh thờ. Và tiếp theo nữa là tranh Cá Chép Trong Trăng và hình ảnh Chim Công. Màu sắc hài hòa, thể hiện theo lối cản tranh, đường nét thì được trau chuốt tỉ mỉ, làm cho tạo nên không gian của bức tranh. Tiếp theo, chúng ta lại quan sát một số những cái bức tranh liên quan tới những cái sự tích, ví dụ là sự tích Ông Công Ông Táo, sự tích Ngu Lan Chức Nữ, sự tích Cá Chép, vân vân, với màu sắc cũng vui tươi. Và cuối cùng, chúng ta cùng quan sát những cái hoạt động hái quả nè, vui chơi nè, múa rồng nè, cũng như là lao động của người dân với cái gam màu rực rỡ, vui tươi, đường nét tinh tế, thể hiện được sự sống động trong bức tranh. Ở phần thực hành thì chúng ta sẽ tô màu sáng tạo, giống như lựa những cái gam màu sắc giống như rực rỡ, giống như tranh Hàng Trống theo ý thích. Và phần hướng dẫn về nhà thì yêu cầu các bạn chuẩn bị bút màu để chúng ta có thể thực hiện bài kiểm tra học kỳ 2 tại lớp. Tiết học của chúng ta tới đây là kết thúc. Mến chào các em, chúc các em đạt được kết quả tốt trong đợt kiểm tra sắp tới.